bảy Người già Lão Hòa Thượng Tịnh Không Xin mời mở bản kinh ra Khoa hội Trang thứ 23 Hàng thứ nhất Bắt đầu xem từ Nguyện thứ 40 Ngã tác Phật thời Quốc trung vô lượng Sắc thọ Cao hoặc bách thiên do tuần Đạo tràng thọ cao tứ bách dạng lý Chư Bồ Tát Trung Tuy hữu thiện canh liệt giả Diệt năng liễu tri Đây là vô lượng sắc thọ nguyện Đây là Từ nguyện Thứ 37 Phía trước Cho đến nguyện thứ 43 Đều là nói Y báo trang nghiêm Của thế giới Tây Phương Y báo Chính là môi trường cư trú Môi trường sống Môi trường học tập Đều là thuộc vào loại này Trong tập quán Của người Trung Quốc Thường nói phong thủy Chúng ta từ trong đoạn nguyện văn này thể hội được phong thủy thế giới tây phương tuyệt đẹp đây là điểm mà người của mười phương thế giới đều không thể sánh bằng chính là cái mà nhà phong thủy gọi là người phước ở đất phước đất phước người phước ở hai câu nói này dùng vào thế giới tây phương cực lạc quả thật là danh phù hợp với thật không một mảy may khoa trương y báo trang nghiêm nói thật ra là vô lượng vô biên a di đà phật ở trong nguyện danh chỉ chẳng qua là nêu lên mấy điển hình rõ rệt để thuyết minh chúng ta nhất định cần phải có thể nghe một biết mười nêu một cái suy ra những cái còn lại nhìn thấy mấy thí dụ này liền có thể tưởng tượng được thế giới tây phương là vô lượng vô biên vô tận trang nghiêm Đất phước như vậy Chúng ta thử suy nghĩ Đất phước phải người phước ở Chúng ta có bao nhiêu phước báo Có thể giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Vấn đề này không thể lơ là Không thể không nghĩ đến nếu như nghĩ đến rồi, chúng ta liền biết hiện nay niệm Phật rất quan trọng. Tu phước không được lơ là. Tuy nhiên, đại sư điên trì nói rất hay, niệm Phật chính là tu phước. Chúng ta ngày nay, hiện nay từ sáng đến tối tay cầm tràng hạt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ sáng đến tối không ngừng chúng ta có được xem là tu phước hay không là giống như vừa rồi có một vị đồng tu đến nói với tôi ông nói ông có một người bạn tu thiền định định công rất tuyệt vời đáng tiếc rất hay nóng giận các bạn thử nghĩ Định công tuyệt vời thật không? Các vị phải biết Định công khởi tác dụng gì? Tác dụng của định công Là phục tham sân si mạng Người có định công Tham sân si mạng nhất định không khởi hiện hành Người định công sâu Thì tham sân si mạng đã đoạn sạch rồi cho nên chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy phật thường nói với chúng ta tứ thiền bác định phục phiền não phiền não chưa có đoạn chắc chắn không khởi hiện hành nếu như chúng ta có đọc sơ qua một số kinh luận hiểu rõ nghiệp nhân quả báo trong tam giới bạn sẽ biết người ở trời sắc giới trở lên không có sân hận Họ thật sự phục được rồi Đến định thứ 9 Thì tham sân si mạng hoàn toàn Diệt rồi Định thứ 9 Gọi là diệt tận định Diệt cái gì? Diệt phiền não Kiến tư phiền não hoàn toàn đoạn diệt Đây là định công Cái định này Ở trong định là có phước báo Có thể phục phiền não Đây mới được xem là có phước báo Chúng ta niệm A-di-đà Phật Niệm a di là Phật Là phương pháp tu định Điểm này các vị nhất định phải hiểu cho rõ ràng Sự tu hành Phật Pháp Bất kể Đại Thừa, Tiểu Thừa Tông Môn Giáo Hạ, Hiện Giáo Mật Giáo tu cái gì Toàn là tu thiền định Pháp môn nào cũng không thể lìa khỏi Giới định tuệ Định là điểm then chốt của tu hành Nếu như phương pháp tu học của họ Trái ngược với giới, giới định tuệ Đây là không phải Phật Pháp Chắc chắn không phải Phật Pháp Nếu như là Phật Pháp bất kể pháp môn nào Nhất định là tương ưng với giới định tuệ Chỉ là phương pháp tu giới định huệ Không giống nhau Cách thức không như nhau Phương hướng và mục tiêu Chắc chắn là nhất trí Đây là Phật Pháp Cho nên kinh điển Phật Pháp gọi là Ba tạng kinh luật luận Sao có thể trái ngược tam tạng Cho nên tương ưng với cái này Đó là phước huệ sông tu một câu a di đà Phật này, niệm đến tâm địa thanh tịnh, tham sân si mãn không khởi lên. Đây là tuệ. Bên trong có định, có tuệ. đem tâm đại từ bi ở trong tự tánh của mình niệm ra rồi. Nếu như nói cạn một chút Là đem từ bi, hỷ xã Tứ vô lượng tâm Ở trong tâm tánh của mình Niệm ra rồi Đây là phước báo Thiên nhân sơ thiền Là đã đem từ bi, hỷ xã Niệm ra rồi càng lên trên nữa thì tứ vô lượng tâm này sẽ càng là đích thực vô lượng không cần người khác mời gọi dẫn toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ khởi tâm động niệm lời nói việc làm không có gì Không phải gì lợi ích chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh Lìa khổ được vui Đây là tu phước Chúng ta niệm Phật Cái cách niệm này Mới gọi là phước tuệ song tu Mới có thể thọ dụng được Đất phước của thế giới tây phương cực lạc bản thân chúng ta có phước đất phước người phước ở người có phước mới có thể giảng sanh thế giới cực lạc người không có phước không thể giảng sanh nghĩ đến chỗ này chúng ta mới hiểu rõ biết mình cần phải làm như thế nào cây cối hoa cỏ mười pháp giới mặc dù quốc độ mà chúng ta cư trú khác nhau sắc thân khác nhau chủng loại khác nhau nhưng mà tình yêu đối với thiên nhiên thật sự là như nhau người ưa thích cỏ cây hoa lá động vật cũng ưa thích đây là không phân chủng loại cho nên di đà thế tôn chỉ nêu ra cái này làm thí dụ khi ngài làm phật quốc trung vô lượng sắc thọ chúng ta trên cái địa cầu này những cỏ cây hoa lá này hiện nay có ngành chuyên nghiên cứu thực vật phân loại cho nó biết bao nhiêu chủng loại thế giới tây phương cái tinh cầu này lớn hơn địa cầu của chúng ta lớn hơn quá nhiều quá nhiều rồi không thể nghĩ bàn chủng loại ở trong đó có thể nói là tập đại thành của tất cả cõi nước chư phật trong hư không pháp giới loại nào cũng có loại mà chúng ta chưa từng thấy quá nhiều rồi chưa từng nghe qua quá nhiều rồi phật ở chỗ này chỉ dùng một câu nói là vô lượng sắc thọ một câu nói qua chúng ta phải biết sự viên mãn nội dung của nó cây cao trăm ngàn doa tuần ở chỗ này chúng ta không nên tính toán một doa tuần là cao bao nhiêu một trăm doa tuần là cao bao nhiêu đọc sách như vậy là trở thành con mọt sách rồi ở chỗ này là miêu tả miêu tả chiều cao của cây ở thế gian này của chúng ta ở trong rừng nguyên sinh có những cây thần trên ngàn năm đây là đại thụ cây hai ba ngàn năm chúng ta cũng thấy rồi vẫn sinh trưởng vô cùng tốt chứng minh đất ở nơi đó phong thủy tốt cho nên cây có thể sinh trưởng ở chỗ đó mấy ngàn năm mỗi năm vẫn mọc ra cành mới vẫn nở hoa mới kết quả mới đất đai tốt nó có thể sinh tồn Đất đai ở thế giới Tây phương cực lạc thì càng không cần phải nói nữa. Là lưu xuất ra từ trong pháp tánh. Cứu cánh viên mãn. Thực vật ở nơi đó sống tốt. Người chúng ta ở nơi đó sẽ thành Phật. Tại sao vậy? Đất phước đi đến nơi đó không bao lâu sẽ thành Phật viên mãn. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Ở cái thế gian này, bạn thử xem đại đức xưa muốn chọn một nơi để xây đạo tràng hoặc giả là cất một cái am tranh tự mình ở nơi đó tu hành họ phải tìm một môi trường tốt đây chính là chúng ta gọi là phong thủy cư trú ở nơi đó thân tâm yên ổn không bị ngoại giới quấy nhiễu cảnh giới bên ngoài chính là môi trường môi trường cư trú tốt lành Thanh tịnh Trang nghiêm Người hiện nay gọi là tốt đẹp Hiệu quả của nó là Có thể giúp bạn Khôi phục tâm thanh tịnh Địa điểm này Tu thanh tịnh bình đẳng giác rất thích hợp cư trú ở nơi này tu đạo y báo giúp cho chánh báo chánh báo là trang nghiêm y báo trang nghiêm lẫn nhau cho nên trở thành phong thủy tuyệt đẹp tổ sư đại đức xây đạo tràng nếu như các vị ở trung quốc đi tham học các đạo tràng bạn cần nên thể hội cho được thế gian có một số người nói phong thủy trong thiên hạ à, đều bị nhà phật chiếm hết rồi có người đến hỏi tôi có phải người học phật các vị đều biết xem phong thủy phải không tại sao nơi các vị ở cư trú đều đẹp như vậy cái vấn đề này đưa ra rất hay cần nên nêu ra tôi nói với họ thích công ni phật dạy chúng tôi không được phép xem phong thủy ở trong kinh an an hỏi phật việc tốt xấu phật đã nói ra rồi xem tướng chấm tử vi đoán quẻ, xem phong thủy đều là điều mà Phật cấm kỵ. Người xuất gia tuyệt đối không xem phong thủy. Tại sao người xuất gia chọn cái địa điểm này lại tốt như vậy? Vừa mới nói rồi. Tu hành, tu giới định tuệ tam học thì chánh báo chuyển y báo. Y báo tăng thêm chánh báo thúc đẩy lẫn nhau cho nên địa điểm này sẽ càng ngày càng đẹp là cái đạo lý như vậy người thế gian muốn tìm một cuộc đất có phong thủy tốt chắc chắn không thể tìm được tại sao không tìm được vậy tâm bất thiện là một thế đất phong thủy rất tốt họ đến ở mới mấy năm thì phong thủy nơi này, này đã bị phá hỏng rồi ai phá hỏng vậy phật đã nói rồi cảnh chuyển theo tâm tâm của bạn bất thiện đem cuộc đất này phá hỏng đi quá bất thiện rồi nếu như tâm bạn rất thiện bạn ở cái môi trường này vô cùng không tốt sau khi qua mấy năm thì nơi này biến thành vô cùng tốt tại sao vậy tâm thiện của bạn đem cái phong thủy đó chuyển trở lại có cái điển hình này hay không có vua đại thuấn thời cổ đại ông chính là cái điển hình rất rõ rệt khi ông còn trẻ môi trường mà ông cư trú cực kỳ tồi tệ ở trong nhà cha mẹ đối với ông không tốt anh em đối với ông không tốt cuộc sống đó của ông khó sống ông duy nhất chân thành tận hiếu sau mấy năm đã cảm động hết người trong nhà cả nhà hòa thuận Hàng xóm láng giềng cảm động Ngay cả quốc dương Cũng bị ông cảm động Quốc dương vào thời đó là Dương Nghiêu Nhân tâm cảm động rồi Thì phong thủy cũng sẽ đổi thôi Đây chẳng phải là chứng minh Y báo chuyển theo Chánh báo sao cho nên phật dạy chúng ta phải chuyển cảnh giới không được bị cảnh giới chuyển người thế gian ưa thích xem tướng chấm tử vi xem phong thủy đây là bị hoàn cảnh chuyển đây là phạm phu không phải thánh nhân thánh nhân có năng lực chuyển hoàn cảnh không bị chuyển bởi hoàn cảnh bất kể là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất mình thật sự có thể làm chủ được sự thù thắng trang nghiêm của thế giới tây phương cực lạc hơn hẳn tất cả cõi nước chư phật chúng ta tin chúng ta khẳng định tại sao có thể tin tưởng khẳng định như vậy thế giới tây phương không có người ác Mỗi một người đi giảng sanh Đều là học trò tốt của a di Đà Phật Đều là học trò y giáo phụng hành Vậy mới có thể giảng sanh Nếu như đối với lời giáo huấn của a di Đà Phật Bề ngoài tuân theo Bên trong chống lại Loại người này chắc chắn không thể giảng sanh Khi sắp mạng chung Phật sẽ không đến tiếp dẫn bạn Bạn khởi tâm đồng niệm Tất cả vì người Bạn có thể che giấu người thế gian Nhưng không thể che giấu được Phật Bồ Tát Nếu như tâm hành của chúng ta bất thiện Khi sắp mạng chung Phật làm sao có thể đến tiếp dẫn Việc này chúng ta phải biết đạo lý phải hiểu rõ nếu như hy vọng trong một đời này thật sự muốn về thế giới tây phương thật sự muốn đi quyết tâm muốn đi chúng ta nhất định phải y giáo phụng hành Lời giáo huấn của Phật ở đâu vậy? Chính là ở trong bộ kinh này. Đó chính là điều mà đại sư Thiền Đạo đã nói. Phật dạy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta làm như thế ấy. Phật dạy chúng ta không được phép làm, chúng ta nhất định không làm. Chúng ta chỉ nương vào ba kinh Tịnh Độ hoặc giả là tịnh độ ngũ kinh là đủ rồi kinh điển không những phải đọc tụng điều quan trọng hơn là phải lý giải là phải tin sâu không nghi là phải tu hành như giáo tính tâm nhất định xây dựng được làm sao biết nhất định xây dựng được vậy trước mắt hiệu quả đã nhìn thấy rồi hiệu quả trước mắt chính là hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất của chúng ta trước mắt đã chuyển đây là sự thật rõ ràng của y báo chuyển theo chánh báo chúng ta từ trong cái sự thật này xây dựng tính tâm đây đâu phải là mê tín hoàn cảnh nhân sự của chúng ta quả thật chuyển được rồi tôi thấy rất rõ ràng cư sĩ lý mộc nguyên lần đầu tiên mời tôi đến cư sĩ lâm để giảng kinh Vào thời đó chưa có cái tòa nhà lớn này Đại điện là Ở bên dưới kia Trong đó thờ tâm thánh Tây Phương Cái nét mặt đó giống như người nước ngoài Vì sao Lý Mộc Nguyên giới thiệu cho tôi Tôi mới biết là do cư sĩ vương định sương cúng dường thỉnh từ italy về hiện tại thờ ở lầu ba thời đó trong đại điện là ba pho tượng thánh này khi tôi đi diễn thuyết thính chúng không ít giống như nhà hát kịch vậy cứ ở dưới đó rỉ tay nhau nói chuyện riêng không có ai chuyên tâm nghe ầm ĩ hỗn loạn sau khi tôi xuống bục giảng tôi nói cư sĩ lý nơi đây không phải là nơi giảng kinh ông nhớ rất rõ ràng ấn tượng của ông rất sâu sắc bạn hãy thử nghĩ phong thủy vào thời đó tệ biết bao hoàn cảnh nhân sự hoàn cảnh vật chất đều không tốt hiện nay chuyển lại được rồi hiện nay cư sĩ lâm tầng trên tầng dưới nhiều người hơn vào thời đó vì hơn gấp mấy dặn lần Một đoàn thể hòa thuận Mọi người đến với nhau đều mỉm cười Không có ý kiến, không có tranh luận Làm việc thuận lợi như vậy Đây chẳng phải là rất rõ ràng sao Cảnh giới này chuyển được rồi Hoàn cảnh nhân sự chuyển được rồi Hoàn cảnh vật chất cũng chuyển được rồi Mỗi người nhìn thấy cái đạo tràng này đều hoan hỷ không giống như thời đó vào thời đó tôi bước vào vì nhìn liền muốn đi liền tức khắc muốn đi ra đây là chứng minh y báo chuyện theo chánh báo chúng ta có thể chuyển được chính là nhờ những năm gần đây mỗi vị đồng tu nghe kinh nghe nhiều rồi đạo lý dần dần sáng tỏ rồi tính tâm đầy đủ nhất tâm hoàng hộ chánh pháp công đức của hoàng hộ mỗi một vị đồng tu đều bình đẳng lớn bằng nhau không có cái công đức nào lớn hơn không có bình đẳng Lầu một nhà bếp làm công quả Với cư sĩ Lý Mộc Nguyên Lãnh đạo cái đạo tràng này Tôi ở đây giảng kinh Chúng ta công đức đều lớn như nhau Nhất định không có khác biệt Thanh tịnh bình đẳng Ở đây chuyển được Thì đương nhiên chúng ta có thể nghĩ đến thế giới tây phương cực lạc cũng là như vậy hãy thử nghĩ xem thế gian có nơi nào không thể chuyển được chỉ cần thật sự có người phát tâm dụng công tu hành là có thể chuyển cảnh giới Cư sĩ Lý đã phát tâm lớn Hai năm nay Chúng tôi liên kết Chính tôn giáo lớn ở Singapore Chính tôn giáo lớn trở thành người một nhà rồi Vô cùng hy hữu khó gặp Ấn Độ giáo, Hồi giáo Đều mời tôi từng đi làm diễn giảng chuyên đề Chúng ta từ tháng 6 Giảng đường này Muốn mời Chính tôn giáo lớn của Singapore Giảng kinh ở nơi đây Giảng cho chúng ta nghe Mỗi tuần một lần Vào Chủ nhật Bắt đầu tháng 6 Mỗi một Chủ nhật Chính tôn giáo lớn luân phiên giảng kinh ở nơi đây Chúng ta có thể nghe được rất nhiều Rất nhiều kinh điển ở trong tôn giáo Chúng ta mời họ đến giảng kinh Họ cũng sẽ mời chúng ta đi giảng kinh Tối hôm qua trở về Các đồng tu nói với tôi Nữ tu đặt lời xa Đã chính thức mời chúng ta Sang năm Bà đã định xong ngày giờ rồi đến chỗ của bà giảng kinh Mỗi tuần một lần Dường như là 10 tuần Mỗi lần 2 giờ đồng hồ Tổng cộng 20 giờ Tôi nghe thấy rất là quan hỷ Tôi vẫn chưa gặp mặt bà Tôi muốn trao đổi với bà một chút là giảng kinh gì Tôi thích nhất là vào trong giáo đường thiên chúa để giảng kinh hoa hồng giảng kinh của họ để họ nghe thử chúng ta đối với lời giáo huấn của thiên chúa tiếp nhận được bao nhiêu chúng ta có thể làm một cuộc đánh giá thử tôi nghĩ không cần phải giảng kinh phật khi giảng kinh phật họ có thể đến nghe đến đây để nghe tôi cần phải giảng kinh điển của họ kinh hoa hồng tôi đã đọc rất nhiều lần tôi vô cùng hoan nghỉ cái này là gì vậy chính tôn giáo khi đoàn kết lại đây là một chánh báo vô cùng có sức mạnh cái chánh báo này có thể chuyển y báo singapore cái khu vực này xã hội sẽ tốt lành hòa mục quốc gia ổn định chánh báo chuyển y báo ở nơi này bất luận là hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất nhất định sẽ tốt đẹp hơn thù thắng hơn cho nên đi khắp nơi khắp chốn để giảng giải phật nói cái đạo lý này là chân thật hoàn cảnh y báo nhất định là chuyển theo chánh báo nhân tâm chánh thì y báo tự nhiên sẽ chánh Đâu cần dùng đến xem phong thủy làm gì Không cần làm những việc mê tín này Thế giới Tây Phương Y báo trang nghiêm Vô cùng rõ ràng Phật ở chỗ này Nói cho chúng ta biết Trong chư Bồ Tát Tuy có gì thiện căn kém Người thiện căn kém là những người nào vậy? Phạm Thánh Đồng Cư Độ người thiện căn kém phạm thánh đồng cư độ nếu sánh giới phương tiện độ thực báo trang nghiêm độ đó là kém ở trong đồng cư độ cũng có cụ phẩm ba phẩm dưới lại kém hơn so với ba phẩm trung và ba phẩm thượng người kém nhất là người giảng sanh hà hà phẩm của phàm thánh đồng cư độ việc năng liễu tri năng liễu tri câu nói này rất quan trọng liễu tri là gì vậy dùng cách nói của chúng ta để nói là hưởng thụ bạn không hiểu không biết gì đó thì bạn không thể bàn đến hưởng thụ bạn hiểu rõ gì đó biết gì đó là bạn đã hưởng thụ được rồi Câu nói này là nói rõ Thế giới Tây Phương Y báo trang nghiêm Phạm là người sanh về bên đó Mặc dù là đồng cư độ Hạ hạ phẩm giảng sanh Cũng hưởng thụ như nhau Hưởng thụ hoàn cảnh vật chất Ở bên đó Ở trong Nguyện Văn nói Đạo tràng thụ cao Tứ bách dạng lý Cái đạo tràng này là địa điểm mà di đà thế tôn giảng kinh thuyết pháp thế giới cực lạc lớn như vậy đạo tràng giảng kinh thuyết pháp của di đà chúng ta đâu có cơ hội để tham dự giống chúng ta hiện nay cư trú trên cái địa cầu nhỏ bé này cái địa cầu này ở trong không gian so sánh với tinh cầu quả thật là một quả cầu nhỏ rất nhỏ phật bồ tát ở nơi đây xây dựng một đạo tràng chỉ có người có duyên lân cận mới có thể đến tham học nơi khoảng cách quá xa sẽ không thuận tiện vào thời xưa đặc biệt khó khăn đại sư huyền trang từ trung quốc đến ấn độ đi bộ phải đi hai năm mới đến được bạn nói xem nhất giả biết bao đâu có thuận tiện như vậy Hiện nay tuy giao thông tiện lợi Người các nơi ở hải ngoại Đến nơi đây để tham học Cũng không phải thật thuận lợi Thế giới Tây Phương Cực Lạc quá lớn Đạo tràng của A-di-đà Phật rốt cuộc ở đâu vậy? Chúng ta có phải tùy lúc tùy nơi Đều có thể tham dự hay không? Đây là việc chúng ta vô cùng quan tâm chúng ta quan sát tổng quát các kinh biết trí tuệ của phật không thể nghĩ bạn thần thông của phật không thể nghĩ bạn nguyện lực của phật không thể nghĩ bạn phàm là những người giảng sanh thế giới cực lạc này thì trí tuệ nguyện lực đức năng của họ cũng không thể nghĩ bạn Lại huống chi ở trong nguyện văn nói Cho chúng ta biết Thế giới Tây Phương Cái hoàn cảnh này quả thật đặc thù Không như nhau Tại sao vậy? Đủ thứ thọ dụng Muốn gì được nấy Thế tôi muốn Đạo tràng giảng kinh của A Di Đà Phật ở tại nhà tôi. Có được không? Được. Nếu như cái nguyện vọng này của bạn không thể đạt được thì Phật ở thế giới Tây phương Cực Lạc sẽ không thành Phật. Tất cả sự thọ dụng vật chất tinh thần ở thế giới Tây phương tùy niệm mà sanh. từ đó cho thấy nơi mà a di đà phật ở y báo trang nghiêm lân cận Ngày là trang nghiêm như vậy cây cối cao cho nên đạo tràng mà a di đà phật giảng kinh thuyết pháp ở thế giới cực lạc không phải là một nơi chốn nhất định quả thật đúng là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng chúng ta ở trong kinh lăng nghiêm chỉ nhìn thấy hai câu nói này nội dung nói là nguyên lý nguyên tắc hai câu nói này ở thế giới tây phương cực lạc đã thực hiện rồi tùy tâm ứng lượng không thể nghĩ bạn đây là điều chúng ta phải biết đặc biệt vì các vị giới thiệu ra đủ thứ trang nghiêm các vị có thể tham khảo chú giải của lão cư sĩ hoàng niệm tổ Xem tiếp một nguyện dưới đây Nguyện thứ 41 Dục kiến chư Phật Tịnh quốc trang nghiêm Tất ư bảo thụ gian kiến Do như minh cảnh đổ kỳ diện tượng Nhược bớt nhị giả bất thụ chánh giác Thụ hiện Phật sát nguyện đây là cảnh giới sự sự vô ngại mà trong kinh hoa nghiêm đã nói đồng tu học phật tu học cái pháp môn này không giống với pháp môn đại thừa thông thường pháp môn đại thừa thông thường nhất định là đoạn sạch tình chấp tình chấp bạn không đoạn sạch thì bạn không thể vượt qua lục đạo thập pháp giới không thể vượt qua pháp môn này người sanh về thế giới tây phương cực lạc tình chấp chưa có đoạn sạch cái gọi là đới nghiệp giảng sanh tình chấp chưa đoạn sạch chưa đoạn sạch Tại sao có thể giảng sanh vậy Chúng ta biết Thế giới Tây Phương cực lạc Cũng là nhất chân Pháp giới Là tình độ của Phật Phạm Phu Sao có thể trụ tình độ của Phật được Đây gọi là Pháp môn khó tin Đây là không thể nghĩ bạn phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết tuy không cần thiết đoạn phiền não nhưng mà nhất định phải có năng lực phục phiền não phục đối với chúng ta mà nói chúng ta phải thật sự dụng công một chút là có thể làm được đoạn không thể làm được vì vậy phục phiền não dễ dàng hơn đoạn phiền não quá nhiều quá nhiều rồi Phục là phiền não tuy còn gốc ở đó Nhưng không khởi tác dụng Không khởi hiện hành Ta điều phục được nó Dùng cái gì điều phục vậy? Dùng phương pháp niệm Phật điều phục Phương pháp niệm Phật cũng rất nhiều Cho dù nhiều đi nữa Cũng không ngoài bốn loại lớn Bốn loại này chính là thực tướng niệm phật quán tưởng niệm phật quán tượng niệm phật trì danh niệm phật chúng ta ngày nay ở trong bốn loại này là áp dụng trì danh niệm phật ở trong bốn loại pháp môn niệm phật trì danh niệm phật là dễ dàng nhất đơn giản nhất cũng chắc chắn nhất đáng tin nhất mấu chốt là ở một câu thật thà niệm phật người có thể thật thà niệm thì không có người nào không thành tựu thật thà niệm mới có thể phục phiền não phục phiền não là có thể được sanh tịnh độ chúng ta phải biết cái đạo lý này nếu như niệm phật phiền não không thể phục được vì là kết pháp duyên với tình độ với di đà như lai đời này không thể đi được thì phải đợi đến đời sau đời sau nữa đến khi nào gặp được lại cái duyên này thật ra mỗi một vị đồng tu chúng ta đều ở trong tình huống này trong đời quá khứ Đã từng gặp được pháp môn này Đã từng học tập pháp môn này Do công phu học tập chưa đến nơi Phiền não chưa thể phục được Cho nên lại tạo ra lục đạo luân hồi Đời này lại gặp được rồi Thiện căn quá khứ Được nói tiếp Nói tiếp quỷ đạo Nói tiếp quỷ đạo đời này phải làm thật Nếu như không làm thật Lại giống như đời quá khứ được thôi lại đợi tiếp đến đời sau kiếp sau nữa nhưng mà nên suy nghĩ một chút thế gian này quá khổ rồi còn muốn trở lại lần nữa sao nếu như thật sự biết thế gian là khổ không muốn trở lại nữa thì đời này phải hạ quyết tâm cắn chặt răng lại cố gắng nhẫn nại một chút không cho phép phiền não khởi hiện hành phải nhẫn nại một chút cách nhẫn như thế nào ngoài không bị hoàn cảnh cám dỗ trong chế ngự tập khí phiền não của mình tập khí phiền não tham sân si mạng đây là tập khí phiền não ở trong đây còn có nghi ác kiến sáu cái căn bản phiền não chúng ta một câu phật hiệu này phải đè cho được Hôm kia tôi ở Hồng Kông Diễn thăm Pháp Sư Vĩnh Tinh Tôi với Pháp Sư đã mấy năm không gặp mặt nhau rồi Mỗi lần đến Hồng Kông đều muốn đi thăm ông Nhưng không có thời gian đến được Lần này ở Hồng Kông Lão cư sĩ Trần cúng dường chúng tôi một ngôi nhà ở Hồng Kông. Ngôi nhà không lớn, chỉ có 1.500 thước. Nhưng mà khoảng cách rất gần với đạo tràng của Pháp Sư Vĩnh Tinh. Cho nên lần này tôi đến thăm Pháp Sư. Pháp Sư cũng rất nhiệt tâm với giáo dục Phật Đà đã từng lập Phật học viện mấy lần ở Hồng Kông nhưng chưa làm thành công. Cho nên chúng tôi bàn đến giáo dục, việc mở lớp bồi dưỡng huấn luyện ông nói khó. Trước đây ông có kinh nghiệm học trò từ Trung Quốc đại lục tìm đến, tuyển đến bên này học được vài ba tháng họ bèn không học nữa chạy đi theo kinh sám. Mỗi ngày Thu nhập 800 đô Hồng Kông Cám dỗ rất lớn Một tháng chí ít Kiếm được 20.000 đô la Hồng Kông Họ ở Trung Quốc Đại Lục Kiếm đâu ra số tiền như vậy Bị tiền bạc Cám dỗ rồi Tiền nhiều rồi Nhiều rồi thì đi mua nhà Còn có người Mua vé cá cược đua ngựa Rất nhiều trò Tôi không thể kể hết Đều là kiếm tiền Là đi làm những việc này Đạo nghiệp Đã dứt bỏ mất rồi Pháp sư Vĩnh Tinh Rất đau lòng Thật muốn làm mà không cách gì làm được thầy không tìm ra học trò cũng không tìm được tôi lần này đã tiết lộ một tin tức với ông tôi nói nếu như cụ có ý làm thì chỗ của chúng tôi có thầy có khả năng dạy học rất nhiều tôi có thể giới thiệu cho pháp sư hiện nay cái xã hội này sức mạnh cám dỗ quá lớn quá lớn rồi bạn có thể cấm nổi được cám dỗ không bên ngoài không bị cám dỗ bên trong không động tâm bạn người này đạo nghiệp chắc chắn thành tựu chúng ta phải chọn lấy cái này thế gian thật quá ngắn ngủi kiếm được mấy đồng có thể lợi ích gì bạn có thể vui vẻ được mấy ngày sau khi chết rồi đọa tam đồ những cái này đều là sự thật bạn nhất định phải thấy rõ ràng sự việc này làm được không trong kinh phật thường nói thí dụ liếm mật trên lưỡi dao trước mắt cái lời này thật quá nhỏ bé một ngày tám trăm đô có đáng gì một ngày tám mươi ngàn đô cũng không thèm làm tại sao vậy đường chết nó không phải là đường sống bạn thử nhìn về phía trước hầm lửa địa ngục cho nên nhất định phải nhận thức rõ đó là cám dỗ quá đáng sợ tám trăm đồng tâm động rồi thì còn triển vọng gì nữa lời tôi nói hơi khó nghe họ nghe thấy nhất định chửi tôi tôi nói lời chân tôi nói lời thật một ngày tám vạn đồng tám mươi vạn cũng không thể động tâm biết là con đường chết mà chúng ta ngày nay có thể không động tâm không bị nó làm dao động thì đường chúng ta đi là đường sống tiền đồ một mảng sáng lạn cẩn dịch Vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiền chân thành kính cúng dường